Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu, đó chính là chiếc xe Kia Forte SLi, sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký từ năm 2009 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 14 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Forte SLi nhập khẩu 2009 này, chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte SLi 2009 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte nhập khẩu này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Kia Forte hay còn gọi là Cerato ấy, đều là xe nhập khẩu, nhưng mà có những chiếc thì là Kia Forte hoặc Kia Cerato. Tại cửa hàng chúng tôi đều có cả hai phiên bản nhé, phiên bản Kia Forte, phiên bản Kia Cerato, đều là những chiếc xe nhập khẩu từ 2009 các bạn nhé. Đến với cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn có thể tham khảo, có thể được xem những chiếc xe khác nữa chứ không riêng chỉ một chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte SLi 2009 nhập khẩu biển Hà Nội nè. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Kia Forte SLi nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ, những cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Cũng không giấu gì quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì hôm nay tôi rửa qua đi một chút là tôi đem lên tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Về cái phần nước sơn thì nó có đôi phần xước sát và nó cũng rất là bẩn quý bạn nhé, thì chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì được cả đấy. Tại vì với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì xước sát nhỏ nhẹ như này không thể tránh khỏi được quý bạn này. Đây là những cái vết xước nhỏ nhẹ thôi nhá. Đấy, chúng tôi để nguyên, chúng tôi mua về là chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì đâu. Có như thế nào là tôi cứ đem là tôi quay như thế vậy đã. Đấy. Chỉ có xước sát rất là nhỏ thôi, phải nhìn vào thật sát thì mới thấy được cái những cái vết xước như này quý vị bạn này. Đấy, rất là nhỏ thôi, bởi vì những chiếc xe ở Hà Nội này, nói thật với quý vị các bạn, nếu như không tham gia giao thông, chỉ để trong bãi gửi xe thôi, những chiếc xe bên cạnh người ta vào, người ta mở cửa, người ta cũng chạm vào làm xước chiếc xe của mình. Đấy, những cái vết xước nhỏ nhẹ thì không thể tránh khỏi được quý vị bạn nhé. Đấy, về cái phần thân vỏ này thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì nặng đâu, chỉ xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi, chúng tôi cam kết là không tai nạn rồi, không có tai nạn, không có va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Nền rất là căng này, từ những cái sườn bên lái này, sườn bên phụ này, nền rất là căng, rất là phẳng. Và cái dàn lốp hút hia này là chủ xe cũng mới thay quý bạn nhé. Chủ xe mới thay này, vì chiếc xe lăn bánh được 14 vạn km rồi, dàn lốp này là cả một dàn lốp hút hia này chủ xe đều mới thay quý bạn này. Đấy, rất là dày, rất là mới quý bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này, và cái lốp sơ cua còn chưa hạ đâu quý bạn ạ. Thì cái lốp sơ cua của chiếc xe Forte này là nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn, cho nên là chủ xe chưa dùng đến. Đấy, lốp là lốp mới tinh cả một cái dàn lốp này rồi. Đấy, vẫn còn lông như này. Dàn lốp mới tinh quý bạn nhé. La răng thì cũng có đôi phần là xước sát và ố. Đây là những cái la răng này là do 5 tháng sử dụng đây quý bạn nhé. Thì là nó xước sát thì cũng nhỏ nhẹ thôi, cơ bản là nó bẩn, nó ố. Chúng tôi cũng chưa đánh, chưa dọn, chưa tẩy gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản như vậy đấy quý bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đời sốc trước đây quý bạn này, từ những cái cụm đèn pha này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Từ đèn pha, đèn gầm đều còn nguyên bản này, và còn rất là đẹp, chưa có bị nứt vỡ gì cả quý vị bạn nhé.
Đấy. Gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Gương chiếu hậu gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm cả cửa bên lái và cửa bên phụ luôn quý bạn nhé. Tay nắm chrome rất là đẹp. Đấy, và cái cụm đèn hậu này quý bạn này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cụm đèn hậu chưa có xước sát, rất là mới này. Đấy là cái cụm đèn hậu quý bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc phía sau này thì quý vị bạn thấy được này. Ở cái phiên bản Kia Forte SLI đấy ạ. Đấy, phiên bản Kia Forte SLI này được trang bị cả camera lùi và cảm biến lùi. Cảm biến lùi nguyên bản theo xe này. Camera lùi thì tích hợp trên gương quý vị bạn nhé. Chỉ vì là không có màn hình, chỉ có đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe vẫn còn nguyên. Đấy, tay nắm chrome rất là đẹp này. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa, bấm tay cả về cái bên phụ này đây. Bấm tay này. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy. Về cái phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là mới này, rất là đẹp này. Không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả đây. Mặc dù chúng tôi mua về nó để rất là mộc mạc, chưa có sơn xi, chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì, mà nó vẫn còn nguyên bản, còn đẹp như này đấy ạ. Nước sơn nguyên bản theo xe cũng còn rất là nhiều đấy quý bạn nhé. Đấy, về cái phần thân vỏ thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất, à cái phần nội thất của quý xe nhé. Phần nội thất thì trước tiên là tôi vẫn mở cánh cửa bên lái này. Đấy, sau đó tôi sẽ cho quý vị và bạn xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, táp bi cánh cửa này. Táp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp. Và gương chiếu hậu gập điện này. Cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này. Lên xuống kính này. Đấy. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 quý bạn nhé. Và sản xuất tại Hàn Quốc đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là cái tem của nhà máy này. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này. Cửa nóc này. Đấy. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển này. Ở cái phiên bản Forte SLI nhập khẩu này thì nó có cả chống trơn trượt này. Sấy ghế này. Đấy, sấy ghế, hàng ghế trước có sấy luôn quý bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này. Chủ xe cũng đã lót sàn da rồi. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Cũng giống như vậy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ là nguyên bản hết này. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Nội thất ghế da ở phía sau này cũng rất là mới này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất da nguyên bản. Ghế da cao cấp theo xe. Nhập khẩu nó rất là bền quý vị bạn nhé. Nó không giống như những chiếc xe đời mới bây giờ đâu. Đời mới bây giờ lắp ráp trong nước thì đi chỉ 2-3 năm thì ghế da bắt đầu đã hỏng rồi. Đấy, nội thất này, từ trần này đến cửa nóc này, nỉ trần này đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn lên xe để cho quý vị bạn xem về cái phần táp lô, táp bi cũng như là về cái phần option bên trong. Bật cái khóa điện này lên. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn nhé. Chiếc xe lăn bánh chuẩn là 14 vạn km này. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này. Từ táp bi cửa này đến táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cửa nóc này đầy đủ rồi. Phiên bản những chiếc xe ở cái phiên bản nhập khẩu này thì option là tương đối là nhiều quý vị các bạn ạ. Từ 2009 mà đã có đầy đủ từ những cái cửa nóc này rồi thì chỉ có ở Kia mới làm được thôi. Đấy, khóa thông minh, đè nổ start top. Đầu nguyên bản CD 6 đĩa đây quý bạn này. Cái đầu này là CD 6 đĩa luôn quý bạn nhé. Đấy, 6 đĩa này này. Nguyên bản theo xe mà chủ xe chưa có độ này. Điều hòa tự động này. Sấy kính này, sấy gương này. Đầy đủ này, sấy ghế này. Đấy, tương đối là nhiều option quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2009 nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Kia Forte SLI. Cổng USB từ ngày xưa đã có rồi quý bạn nhé. Ở những chiếc xe Kia này tương đối đầy đủ đấy ạ. Tôi lại phải tắt phần điện này đi.
ra ngoài để giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại bên trong của chiếc xe này nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, cốp sau từ những cái phần keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn này. Đấy, tấm nỉ này cũng rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Từ những cái tấm nỉ này rất là mới này, tấm thảm này. Đấy, thảm ở cái cốp sau này. Và ở cái phần khúc hạng C này thì cốp sau rất là rộng quý vị và các bạn ạ. Đây là cái lốp xưa cua này, lớp sơ cua phụ tùng đồ nghề còn nguyên bản chưa dùng đến này. Cái lớp sơ cua ở chiếc xe nhập khẩu này thì nó lại ở cái phiên bản Forte nhập khẩu này thì nó lại nhỏ hơn so với bốn lốp còn lại, cho nên là chủ xe chưa bao giờ dùng đến này. Đấy, vẫn còn nguyên, cho nên là những cái kích này cũng còn nguyên này, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, ốc bản lề rồi keo chỉ các thứ. Đây là cái phần keo chỉ đây quý vị bạn nhé, còn nguyên bản hết ạ, chúng tôi cam kết là nguyên bản ạ. Ốc bản lề đây quý vị bạn này, nguyên bản nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nội thất phía sau đều rất là mới quý vị bạn nhé, từ những cái phần nỉ trần này, cửa nóc này, nhựa cửa nóc xung quanh cửa nóc này, nỉ trần này, đến những cái phần ghế da phía sau đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, vì chiếc xe này chạy đúng 14 vạn chuẩn đấy. Ghế da nguyên bản này, da xịn nguyên bản theo xe, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa đấy. Đấy, từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết này. Rất là mới luôn, những cái nội thất da này đều rất là mới quý vị bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới này. Táp bi, táp lô, đây là táp lô này, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe nhập khẩu rất là bền bỉ, rất là đẹp đấy ạ. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Forte SLi 209 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít quý vị các bạn nha. Đấy, và điều đặc biệt ở chiếc xe này nó còn rất là đẹp, chủ xe đi rất là giữ gìn quý vị các bạn nha, còn nguyên bản hết đấy ạ. Và chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì cả, chúng tôi để nguyên cho nó mộc mạc cái này, từ ngoại thất, nội thất cho đến những cái phần động cơ này là đều còn nguyên bản hết này. Đấy, chúng tôi để nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Và riêng với cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đấy, chúng tôi cam kết về những cái phần lỗi cơ bản của động cơ đấy ạ. Đấy, là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ, từ những cái phần keo chỉ này, tem cabo này, đấy, cho đến những cái phần đầu này đều là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Những cái tấm chắn nóng này cũng còn rất là mới này. Đấy, một chiếc xe từ 2009 đến bây giờ là sau 13 năm sử dụng rồi mà nó còn mới còn đẹp như này đấy quý vị bạn nhé, từ cái động cơ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Forte SLi nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ 305 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc sedan hạng C nhập khẩu biển Hà Nội này rồi.
Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte SLI 2009 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn bớt chút thời gian đến cửa hàng chúng tôi thì tại cửa hàng chúng tôi còn có đang có cả bản Cerato, cũng là chiếc xe nhập khẩu 10 túi khí 2009 đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.